Trước hết, ta sẽ cùng giải nghĩa để hiểu rõ hơn nghĩa của chủ điểm mà chúng ta học ngày hôm nay. Bài số 1. Điền vào chỗ trống từ phù hợp với lời giải nghĩa. Ví dụ này. Tình cảm thân thiện giữa các nước gọi là gì? Ta gọi là hữu nghị hay còn gọi là tình hữu nghị. Thứ hai, chung sức để giúp đỡ lẫn nhau trong cùng một công việc hay một lĩnh vực nào đó, ta gọi là hợp tác. Tiếp tục với lời giải nghĩa thứ ba, có tình cảm, có sức hấp dẫn, ta sẽ gọi là hữu tình. Thứ tư, hợp lại thành một tổ chức duy nhất, ta gọi là hợp nhất. Tiếp theo, chung sức để làm một việc gì đó, ta gọi là hợp lực. Phần vừa rồi cũng là cách mà chúng ta giải nghĩa một số từ trong chủ điểm. Chúng ta tiếp tục với phần thứ hai, tìm từ đồng nghĩa với hữu nghị, hợp tác, hợp lực và hợp nhất. Đây cũng là cách để con mở rộng từ hữu nghị và hợp tác. Từ thứ nhất, chúng ta mở rộng từ hữu nghị. Từ đồng nghĩa với từ hữu nghị, ta có thể lựa chọn từ hữu hảo.